Nằm cách thành phố Hà Tĩnh chừng 15 km, khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco có tổng diện tích gần 5 hecta, nằm giữa thung lũng xanh mát ở xã Nam Điền, huyện Thạch Hà. Ngoài 3 hecta trồng cây ăn quả, diện tích còn lại của khu du lịch được đầu tư nhiều hạng mục như vườn hoa, hồ bơi, khu trượt cỏ, thác hồ cá koi, sân khấu mini, nhà ăn. Đây là điểm check-in lý tưởng với nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú cho những du khách muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, gia đình. Đến với các địa điểm khu sinh thái du lịch thì bọn em luôn tìm đến những nơi hợp lý mà bọn em thích, đi tìm hiểu những nơi mới mẻ, chụp hình check-in những nơi mà bọn em ưng ý và thử những món ăn mà bọn em chưa từng trải qua. Thì bọn em được hòa mình vào thiên nhiên. Chúng em là đến từ Hương Khê, là chúng em có lựa chọn Đá Bạc Eco để là điểm đến đầu tiên của những ngày nghỉ lễ của chúng em. Thì ở đây là có những khu du lịch sinh thái và rất phù hợp cho trẻ nhỏ. Đến đây thì nhà em rất hài lòng bởi vì là không khí trong lành và những trò chơi rất bổ ích cho trẻ em nữa. Trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco đón trung bình từ 1.000 tới 2.000 lượt khách mỗi ngày. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách, đơn vị đã bổ sung tập huấn nhân lực kỹ lưỡng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Theo dự báo thời tiết đó, thì trời cũng nắng nóng, cho nên là lượng du khách đến thì là chúng tôi cũng không ảnh chứng được, nhưng mà chúng tôi sẽ đã bố trí nhân sự để có thể phục vụ được hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày. Thì chúng tôi huy động nhân sự của cơ bản của công ty và nhân sự tăng cường ở bên ngoài tầm 60-70 người gì đó để đảm bảo cái chất lượng phục vụ du khách trong cái kỳ nghỉ lễ nắng nóng này. Với diện tích khoảng 2,2 hecta đồi núi cùng nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn, Tùng Lâm Sơn Trại, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà cũng là địa điểm được du khách tìm đến vui chơi, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như tắm suối, câu cá, thả bộ ngắm cảnh, chơi một số thể thao như bóng chuyền, leo núi. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức những món ngon mang đặc trưng miền Sơn Cước như gà đồi, cá suối. Trong những ngày này, lượng khách đến với Tùng Lâm Sơn Trại gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Trong Tùng Lâm Sơn Trại thì thường có những dịch vụ như là ăn uống, bể bơi, cắm trại, nướng ngoài trời, dã ngoại. Để cho du khách được trải nghiệm tốt hơn thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ để cho du khách trải nghiệm một cách tốt hơn. Nhiều điểm du lịch sinh thái tại Hà Tĩnh như khu du lịch sinh thái Hải Thượng ở Hương Sơn, nhà vườn Đức Đường ở Nghi Xuân, thôn Trang Liên Nhật, thành phố Hà Tĩnh cũng đã thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Dự báo trong những ngày cuối của đợt nghỉ lễ, lượng khách đổ về các điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh sẽ còn tiếp tục tăng, hứa hẹn một mùa du lịch thắng lợi.